Bạn Phạm Hồng Ánh có hỏi, tôi đi siêu âm chỉ định là gan nhiễm mỡ nhẹ, cần điều trị như thế nào? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ thì bạn hãy tham khảo sử dụng vị thuốc giảo cổ lam kết hợp với cây cà gai leo sắc uống chung hàng ngày. Bạn dùng cách trên liên tục trong khoảng thời gian 1 tháng là cơ bản ổn định về gan nhiễm mỡ sẽ không còn nữa bạn nhé. Hiện nay thì tại nhà thuốc chúng tôi đang có bán hai loại thuốc điều trị gan nhiễm mỡ là cây giảo cổ lam và cây cà gai leo. Nếu như bạn có nhu cầu mua thuốc thì hãy gửi thông tin cho chúng tôi hoặc để gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên giao hàng tận nơi ạ.